Sau khi nhận được yêu cầu là đánh giá các bản vẽ, bây giờ tôi sẽ đóng vai trò là một thành viên dự án, project members, và hướng dẫn các bạn các bước thủ thuật sử dụng công cụ Markups đánh dấu, ghi chú trên bản vẽ như thế nào. Giả sử trong thư mục Plans Arch Design Review, tôi sẽ vào bản vẽ là chi tiết khu vệ sinh WC1 chẳng hạn, A301. Các bạn hãy nhấp chuột vào biểu tượng Full Screen để mở màn hình 6x cỡ ra. Và bây giờ chúng ta hãy sử dụng công cụ ở bên tay phải phía trên này, đây gọi là Markup Tools, các công cụ đánh dấu. Giả sử tôi thực hiện như sau, tôi quan sát vào bản vẽ này này, chọn cái công cụ số 2, đó là Conal, cái chuột vào vị trí này, mũi tên đặt vào vị trí là cái miệng thoát sàn, kéo lên vị trí này. Cửa sổ Default Text hiện ra, các bạn lưu ý này, A trừ để chữ cái nhỏ hơn, A cộng to lên, có phủ màu không, màu chữ là màu gì, bổ sung chi tiết chống thấm thoát sàn. Các bạn lưu ý này, trước khi lưu lại đánh dấu này có hai chế độ chúng ta cần phải quan tâm. Chế độ hình người và cái khóa này có nghĩa là private, tức là chỉ là cá nhân thôi. Mình đưa ra cái đánh dấu này nhưng mà chưa tin tưởng thực sự vào nội dung đó thì để chế độ private là duy nhất mình biết thôi. Còn nếu như các bạn chọn vào quả hình địa cầu, nghĩa là publish, tức là để công bố thông báo rộng rãi cho những người quan tâm đều biết. Khi chúng ta đổi sang chế độ này, những người tham gia dự án có liên quan đến quy trình design review mà tôi đã gắn vào sẽ nắm bắt được cái nội dung này. Nhấp chuột vào save markup